Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với một giáo đường giữa của Shelo Ban, Best Echo của mấy chủ sư cấp Trung Quốc. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Echo cùng với Pantheon, một kèo khó cần phải xử lý cái cá nhân khá nhhiều. Và cùng chờ xem là Shelo Ban ngày hôm nay sẽ có một giáo án như nào nha. Go. Ok, Echo đi giữa anh em ơi, không phải đi top nha. Đối đầu cùng với một đấu sĩ rất mạnh đó là Pantheon. Hình như là ván này chúng ta không xem được cộng ngọc rồi. Đây một lobby có khá là nhiều cao thủ cùng với ba player kim cương. Ngọc sốc điện rồi anh em ơi. Sốc điện cùng với bảng phụ là bảng pháp thuật. Bên phía bên kia thì Pantheon mang sẵn sàng tấn công cùng với tốc biến và thiêu đốt. Tốc biến cùng với thiêu đốt và sẵn sàng tấn công là những công cụ đi đường cực mạnh của một đấu sĩ như Pantheon. Mình cũng chưa xem kèo này nhiều, không biết là xử lý đường những cấp độ đầu thì xử lý như thế nào. Lên nhẫn hay là lên bình thuốc đây? Nhẫn cùng với hai bình máu rồi. Có những ván thì lên biến dị, có những ván thì lên nhẫn Doran. Kèo đánh cùng với Pantheon là một kèo mà đối phương có khả năng sốc sát thương mạnh, nên là chắc là lên nhẫn để tránh việc đối phương sẽ bớt sát thương cho một combo. Nhẫn thì nó sẽ có máu tối đa nhiều hơn một chút. Cấp 1 di chuyển chung với đồng đội xuống khu vực đường dưới và kèo đấu với Pantheon thì không biết là nâng E hay là nâng Q. Có những kèo thì nâng E cấp 1 chơi luôn, có những kèo thì phải dùng Q để lát hit từ xa. Rồi cấp 1 đang có một pha di chuyển xuống khu vực sông dưới và đó là một pha nâng E cấp 1 đến từ Kermiu, ngay lập tức nâng E follow up đến từ vị trí của Celaban, đánh tay kích nội tại được hay không? Nội tại cũng bị thiêu đốt vào khiên của Pantheon mất rồi, không đủ sát thương. Sau đó thì giao tranh tiếp tục diễn ra với tình huống mà mất máu khá nhiều đến từ Samirarel xuống ngựa hai người, Nidalee yếu. Chiến công đầu thuộc về Shalaban với 400 tiền. Quá ngon. Cơ Mew đu e nhưng mà không ai còn cái gì để theo cả ông ơi. Một chiến công đầu 400 tiền và quyết định dừng lại về nhà mua trang bị trước khi đợt lính nó tiếp cận nhau. Ok. Phong ấn bình máu nữa. Từ một kèo khó bỗng nhiên thành một kèo có thêm phong ấn và một bình máu ở cấp độ 1. Quá sướng rồi. Rồi quay trở lại với ván đấu này thì đang ở khu vực đường giữa đấy từ Kermiu. Kermiu quyết định không bê về mà ở lại khu vực đường giữa. Không biết đối phương có bắt hay chưa mà đối phương đứng giật rất căng ạ. Cấp 1 nâng E đến từ cả hai và bên kia cũng nâng E. Pantheon ngay lập tức dựng khiên để che sát thương và sau đó thì khi đối phương mất khiên mình lao vào tấn công với E1, E2. Nhưng mà chỉ E vậy thôi chứ không làm được gì hơn nữa cả. Sát thương đầu trận đến từ E nó cũng hơi hạn chế. Vẫn tiếp tục E vào. Biết là Pantheon không có Q nên là cứ E vào đấm thôi anh em ạ. Cấu rỉa xương xương. Với mạng hạ gục chiến công đầu thì một con lính nữa là lên hai rồi, quay lại đấm luôn hay không? Đối phương có E nhá. E đổi E, đánh tay đẩy quy kích nội tại và sốc điện, sát thương cực nhiều. Bên kia trả sát thương cũng đau đấy nhưng mà rõ ràng là lượng sát thương tới từ Echo của Shalaban nhỉnh hơn, tiếp tục E vào, đánh tay đẩy quy kích nội tại. Lái Q2 xuống cánh dưới nhưng không được rồi. Hai nhịp tấn công với hai cái nội tại được kích hoạt và lúc này thì Pantheon đang ở ngưỡng máu cực thấp. Pantheon khởi đầu bằng trường kiếm cùng với tái sử dụng. Rồi cấp độ 3 với lượng dẫn đồng quy. Biết đối phương có E nên chỉ lao vào để tấn công và bết E đối phương mà thôi, nhưng hình như mất xe to rồi. Hình như mất xe to anh em. Pha này biết đối phương còn khiên nên là chỉ có bết bằng một pha E lên, sau đó quăng Q lấy cái E của đối phương thôi. Chứ xe to thật rồi. Pantheon lúc này chỉ còn lại hơn 100 máu và liệu rằng... Rồi, một pha xử lý quá nhanh tay với E, Q, flat các kiểu. Dồn sát thương cực nhanh và Pantheon không phản xạ kịp. Không biết đã hồi khiên hay chưa. E, Q, flat, E2. Một pha Q flat để lấy đam Q1 cực nhanh và sau đó thì E2 dứt điểm. Tốc độ xử lý là quá nhanh. Nidalee xuất hiện với tình huống đón lính dùm cho Pantheon nhưng không cản được pha bấm B về của Shalaban rồi. Nếu như E1, E2 vào mới đẩy Q, đối phương có thể có khiên đấy anh em nhé. Đối phương có thể có cái E để counter sát thương sốc. Nhưng mà ông ấy E1 flat Q ngay là thời điểm đấy thì cái pha flat Q1 đấy nó khiến cho Pantheon đã bị sốc sát thương ngay lập tức. E2 thì nó vào ngay thời điểm flat Q1 rồi. Tốc độ xử lý là cực nhanh. Và đó là cách để counter cái E của Pantheon. Pantheon ỉ là có E có đứt dưới trụ nên là đứng lại cái quầy lính cực kỳ khó vừa rồi. Nhưng vừa rồi là một pha quyết định xâm lăng rừng, nó có vẻ là hơi tai hại đến từ vị trí của Nunu thì phải. Bị Nidalee solo kill rồi. Đẩy Q lại hết từ xa thôi. Tân lính được reset trong trụ nó đẩy ngược lại thì farm an toàn đã anh em nhé. Hai mạng sớm dành cho Shalaban. Ping đánh rồi. Shalaban ping là ra khu đường giữa đây, tôi có sát thương.
Một pha đẩy quy trúng nhưng mà lượng giới đồng quy xong, thấy Nidalee ở đây rồi. E vào lượng giới đồng quy. Đối phương dự khiên counter sát thương cực khét. Pha đẩy quy vào và khiến cho Pantheon bị kích nội tại bởi Echo. Pantheon mất máu cũng nhiều rồi. Cố gắng lát hit và lách quy của đối phương nha. Rừng đang bị đánh ở khu vực sông dưới, quyết định E1, E2 đủ tầm hay không. E1, E2 đẩy quy đánh tay, Q2 lái về và solo kill dành cho Celaban. Quá dễ. Tiếp tục đánh nhau khu vực đứng dưới diễn ra. Lia Cam lại khu vực đứng giữa xem một nhịp xem là có cần phải về lại khu vực đứng giữa runway hay không. Câu trả lời là không. Reo hack kim thuật đẹp và sau đó là một pha lái Q2 hai người. Kai'Sa đứng sát tường flash được hay không? Flash được đến từ Kai'Sa. Quyết định băng trụ à? Quyết định băng trụ vì wave mid vẫn đang rất đẹp anh em nhá. Cái wave này là cái wave mà con Pantheon sẽ mất cực kỳ nhiều lính. Chơi đi chơi 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 chơi, chơi đổi mạng cũng được. E1 sang, E2 đẩy Q và sau đó đi ra. 5 mạng sau khoảng chừng 5 phút ạ. Quay này ok rồi nha, quay này để cho Samira đón anh em ạ. Quá tốt rồi. Đổi mạng giữa Rell cùng với Kai'Sa. Và Celaban có cho mình 5 mạng. Pantheon quyết định bỏ wave mid bởi vì giờ Pantheon ra wave mid là không có gì để farm anh em ạ. Nhưng mà Celaban ra thì vẫn còn cái để farm này. Pantheon quyết định là swap lane và làm một điều gì đó khu đứng dưới. Trước khi đi PK đứng dưới vẫn phải xem wave mid anh em nhé. Và thấy wave mid ok là đi thôi. Pantheon đang bị kẹt lại ở level 4 và đang có ý định di chuyển trở lại khu đứng giữa. Celaban quyết định di chuyển để đánh chặn con Pantheon nhưng mà đối phương ở lại phá mắt thêm. Quyết định đẩy đường hay là đóng băng đây, quyết định đẩy rồi. Quy dọc đợt lính là đẩy đường rồi. Lượng sát thương lúc này của hai sách cũ, một gậy bùng nổ và thêm cả một cái phong ấn 8 số là đủ. Để ăn ba con xa bằng chỉ một cú quy thôi. Quy hai lượt là ăn được ngay lập tức ba con lính phía sau rồi. W ra đánh tay, quy kích sốc điện cực nhanh lấy giáp lưỡng giữa đường quy e ra phía sau đối phương. Sát thương cực nhiều nhưng nó là chưa đủ, đi bộ lên đẩy quy là có mạng. Pantheon quy flash chạy và đối phương thiêu đốt đánh tay quy. Cộng chiêu cuối dùng luôn luôn ạ. Nhìn cái ống kinh nghiệm vừa rồi là Celaban xác định là nếu giết được Pantheon sẽ có đủ khả năng để lên level 6. Các bạn nhìn ống kinh nghiệm này. Đơn giản đi bộ và solo kill thôi, đánh tay Q. Ok, cộng R. Và dùng luôn để thoát khỏi sát thương từ trụ. Quá mượt rồi, 6-0-0 rồi. Đường dưới cũng có những tin vui báo về liên tục. Đối phương vừa nắm số tổng cộng là 4 mạng trên toàn bản đồ. Một kèo khó nhưng mà Pantheon lúc này là không được chơi game nữa rồi. Bị băng trụ giết luôn rồi. 6 mạng sớm dành cho Celaban. Tốc độ có được đai tên lửa Hextech sẽ là cực kỳ sớm. Đây một cú quy các bạn thấy là nó sẽ đẩy dọc đợt lính và nó sẽ clear lính cực kỳ nhanh. Echo clear lính một wave với chỉ ba cái đòn đánh tay và ba con lính đánh gần thôi. Điều quy hai lượt là xong rồi. Nidalee có ý định di chuyển ra cua. Di chuyển ra thấy con Echo 6-0. Té luôn rồi. Thậm chí đặt lượng giới đồng quy xem là Nidalee còn ở đây hay không. Như vậy là rừng đối phương cũng không có ý định cạnh tranh con cua này với Celaban. 135 tiền nữa là đủ đai tên lửa Haystack rồi. Quay lính này có xe to nữa thì thậm chí có thể có thêm mắt kiểm soát đi ra. Một quay lính được dọn cực nhanh anh em à. Ồ, mid đào đánh tay rồi. Không sao, vẫn có được xe to. Curmew đi top lúc này hơi thọt nha. Curmew 25 so với 46 CS. Bị Zone gác trước 20 CS rồi. Ai... Không phải đai tên lửa Haystack mà đó là sách trồn về dai sau 7 phút các bạn ơi. Sách trồn mề dai 10 số sau 7 phút. 10 số phong ấn được chuyển hóa thành sách trồn mề dai sớm để lăn cầu tuyết. Đây là một trang bị cũng gọi là hơi hên xui may rủi một chút đấy nha. Nhưng nếu các bạn tự tin vào khả năng xử lý của mình thì cứ mua sớm để lăn cầu tuyết thôi. Trang bị này là trang bị lăn cầu tuyết cực mạnh rồi. Dấu ping đẩy Curmew lên đứng trên đi. Mid này tôi tự lo được. Nhưng mà Curmew căn bản đi tốt lúc này thua nặng quá ở cấp 1 bị mất nhiều thời gian quá. Lượng giới đồng quy làm choáng thành công, Pantheon mất khiên và sau đó là pha băng trụ với tối hậu thư cùng với chiêu cuối của Echo. Quá đơn giản. Với một chút sự hỗ trợ đến từ Curmew, tôi không biết là có cần sự hỗ trợ của Curmew cho pha vừa rồi hay không bởi vì thực ra là vẫn còn thiêu đốt còn cả chiêu cuối nữa. Nhưng với sự hỗ trợ của Curmew thì không cần đến thiêu đốt, không cần đến chiêu cuối, không cần đến tốc biến, vẫn có thể băng trụ được và có mạng hạ gục dành cho Celaban 4 số sách trường mề dài. Cực kỳ tự tin các bạn ơi. Rồi, máy chuyển pha Haystack. Mảnh thành phần cuối cùng của đai tên lửa. Và đến thời điểm này đúng là Pantheon đang không được chơi game, không được farm luôn rồi. Farm đứng dưới trụ farm rồi đấy nhưng mà nó không đủ an toàn. Cái cầu này băng trụ dễ quá. Level 6 cho Pantheon, EQ làm chậm. Nhưng quyết định E2 ra khi đối phương đã dự khiên. Giải quyết một quê lính có xe to là rất nhanh và khi không còn khiên nữa thì Pantheon coi chừng nha.
Bây giờ trụ nó cũng không thực sự là một thực thể an toàn nữa rồi, lưỡng giới đồng quy đặt ra. Đánh tay và sau đó thì đi vào lấy giáp lưỡng giới đồng quy ở những tích tắc cuối cùng. Phan Thoạt không dám đứng dưới trụ để farm nữa rồi các bạn ơi. Giờ thua hai level, nhìn con Echo đang trụ trong bất lực. Nika mà. Nika mà làm gì đây bro? Cứ mi sao đây ra mid là hoài không? Không cần ra mid nữa đâu. ok ok Cái trụ để tôi ăn được rồi. Cảm ơn bạn ở level 1 đã hỗ Phải trợ nạp đường và rồi, phải nạp đường rồi. về lại đứng trên đi bạn. Không cần nữa rồi. Tầm này dừng ra cũng không phải là vấn đề đối với con Echo này nữa. Trụ một toàn bản đồ sau 9 phút. Không cần sứ giả. Chứ không phải đào phần thảo à? À, hay là cái trụ đấy nó bị sứ giả làm mềm À, rồi anh ủa em, bảo vệ chả cơ. nhớ nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà. Cơm đường Chiến trên thắng đang hơi chính khổ này một hình chút như đấy, yếu cơm rồi đường chứ. trên alpha 30 cs, may là chết mạng Ủa nào. trời. Ồ, solo kill cho cơm khi mà zone này băng trụ fail. Rồi, thế thì ai gánh team đây? Ai gánh team bên phía team 1 đây? Giờ thì cái trụ một đứng giữa mất đi, con Echo này nó đi hai cánh chắc là bot thở oxy anh em ạ. Không cần lên top đâu các bạn, xuống dưới bot đấm Kai'Sa nữa thôi là Samira tự gánh team à. Rồi, có chiêu cuối, quyết định đứng chặn lính giữa hai trụ cực ngông và cái chết nó đang gọi là chờ đón bộ đôi Kai'Sa cùng với Big Crank. Nhìn thực sự là rất ngộp anh em, mà Phan Thanh có R thì R xuống đi bro, R xuống lẹ đi, nhanh đi, không là lính vào là đi đấy. Lưỡng giới đồng quy đặt ra, đẩy quy reo mở đẹp, một mạng với từ đánh tay và sau thì E1 E2 vào kích nội tại, sau đó thì Big Crank đi hai mạng. Với cú double kill này thì đã có tới 22 số sách dành cho Celaban rồi. E sang tìm kiếm Nidalee đai tên lửa Hextech, còn Nidalee đã quyết định di chuyển về bãi chim rồi. Đánh một cái đường vòng khác để tấn công và Kermit không biết là làm cái gì dưới bot kia bro. Nhưng mà về nhà rồi, Kermit về rồi. Có tầm nhìn đi chăng nữa thì sao, đánh tay Q đại rồi, đối phương E, đối phương đứt thì mình E theo. 25 số sách sau 11 phút. Trời ơi. Nidalee thực sự là không biết phản lý phải xử lý như nào trong pha vừa rồi đó đấy. Đơn giản là đối phương đứt thì mình E theo thôi các bạn. Quyết định không ăn cua lên đường trên tìm kiếm Jone. Người đã nằm xuống tới hai lần mặc dù vẫn đang out farm tốt đến từ Jone, nhưng mà Kermu có một mạng solo kill trước đó và khiến cho lượng sát thương. Ủa cái gì đây? Ui, Kermu này thua 20 CS nhưng mà nó tam hợp kiếm rồi, Jone cúc rồi. Ủa vãi, đam nội tại lên cua 1.200 ạ. Là như thế nào? Farm 25 số sách nhưng mà vẫn còn R. Ván này là ván mà không cần phải dùng R nhiều anh em ạ. Nidalee mới farm hai bãi trên xong, nó vừa chết bãi chim xong nó lên farm hai bãi trên là không, farm được bãi cóc thôi. Về đường giữa tiếp tục đẩy đường tiếp. Lưỡng giới đồng quy đặt ra, đối phương có kéo mình vào thì đối phương tự làm choáng mình thôi. Một quả lưỡng giới đồng quy não cũng hơi nhiều đấy. Dính một mũi lao rồi. Dính kéo đến từ Big Rank, đẩy quy trúng và sau đó thì kích nội tại nhưng bị stun và không tỉnh kịp với một cái giày thường, không có giày thủy ngân, không có kháng CC. Ê, mất 10 số sách rồi nha, ẩu nha, ẩu nha. Đồng đội thấy Celaban lên bảng điểm số thì quyết định là đánh tiếp nhưng mà Rell Samira. đúp đúp quả mù mắt rồi. Samira hỏa cầu liên xạ bị stun bởi Pantheon và vẫn có mạng cho Samira nhưng sau đó thì đánh liều lên bảng luôn. Thấy throw rồi, thôi được rồi, throw đi cho game nó dễ một chút. Cảm giác là nhầm, game nó khó một chút, cảm giác game hơi dễ rồi. Mất 10 số sách nhưng cùng xem là Celaban sẽ lấy lại 10 số sách này như thế nào. Đang là một tiếng Kermit bị tấn công nhưng cú đúp vừa rồi không được hồi máu. Và tổng cộng có tới 4 người lên bảng điểm số trong pha tranh cực kỳ dài hơi. À, có dấu hiệu hơi throw nha. Kể cả là throw như vậy nhưng mà thực ra thời điểm này thì lượng trang bị của con Echo này nó vẫn là quá lớn. Lên đường trên tìm kiếm Jone đang đẩy cao, lượng giới đồng quy đặt ra. Sau đó thì là một pha EQ lấy giáp lượng giới đồng quy, sau đó thì sao? Jone nhả phân thân cố gắng tham con xe, tham con xe to rồi. Jone còn R không đây, đẩy quy một trượt rồi. Dính quy 3 của đối phương. E1, E2 vào chăng? E1, E2 lướt đai tên lửa đánh tay Q. Trời ơi. Sao thực sốc là như thế nào đây? Giờ đây là còn 1.100 máu anh em nhé. E1, E2 lướt đai tên lửa. Đánh tay lấy stack thứ hai của nội tại và đẩy một cái Q này. 500 đam. 500 đam nội tại của Echo. Yone đi nguyên cây luôn rồi. Có thêm đam đến từ sốc điện nữa. Một pha solo kill tương đối đơn giản. Mặc dù đầu trận, đầu pha solo đấy thì solo chưa được mượt lắm. Đẩy skill trượt, lượng giới đồng quy cũng không có stun. Mà Yone tham con xe và thấy là 4 số trở lại dành cho Celaban. Tiến độ thì đang hơi chậm một chút so với thời gian nhá. 13 phút, 14 phút mới được 11 mạng thôi anh em ạ. Vẫn đang thiếu KPI nhá. Đánh rank cao thủ bắt người ta farm mạng bằng thời gian hơi quá đáng không anh em?
Ở cánh đầy lẻ này thì tôi không biết là bao nhiêu người sẽ bắt được con Echo này nữa. Pha trước đấy bị đối phương dồn CC ở đây 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 đây, đây. Có 3 người xuống rồi, đẩy Q 4 người xuống luôn rồi. Một pha sốc sát thương với nội tại và Bigrank bay màu lướt đai tên lửa bỏ chạy chiêu cuối còn. Kai'Sa'R vào chiêu cuối ngược trở lại, Panther đứng chờ sẵn đẩy Q E flash. Vẫn còn flash chạy trước đánh tay kích nội tại sau đó thì E chạy mà thôi. 4 người xuống ganh không giết được cái Echo này còn phải trả lại một mạng. 23 số sách trở lại cho Chalaban. Ăn mầm hồi phục lại sau đó đẩy Q rút lui thôi. Double kill cho Yone đứng trên. Cái gì đấy? Yone ăn double kill rồi anh em. Yone này cân hai cả Rell lẫn cả Kirby rồi. 4 người xuống bắt không chết anh em ạ. Và có Big Rank gần như là bị chết sốc luôn. Full combo là chết không cần chiêu cuối. Và bây giờ chiêu cuối chỉ dùng để hồi máu và thoát khỏi cái khả năng đu bám của Kai'Sa cũng như Nidalee mà thôi. Và tình huống trước đấy không biết lý do tại sao mà cặp đôi support và top bị Yone cân 2 nữa. Không phải là tình huống băng trụ lỗi thì phải. Vẫn có sứ giả cánh trên dành cho Nunu. Đánh một hồi thì chiêu cuối cũng lại chuẩn bị hồi lại rồi. Trụ này có lẽ sẽ không cần đến con sứ giả trên người của Nunu. Nhưng Pantheon có mặt, nhả W ra. Có Nidalee có mặt luôn, dính lao rồi. Đẩy Q vào người đối phương chiêu cuối, sau đó thì ăn trụ rồi lên bảng thôi. Cố gắng kéo theo đối phương nhưng không kéo theo được, lại là 4 người. Ok. Lại là một quả hội đồng 4 người đến từ bên phía của team 1. Lần này thì có chiêu cuối nhưng không kéo theo được ai cả. Ít nhất là kéo theo được cái trụ ha. Lại mất 10 số sách nữa rồi. Bây giờ còn lại có 13 số sách thôi. Mất trụ top, mất trụ bot rồi. Đối phương trực tiếp gỡ được hai trụ. Từ thử mục tiêu các kiểu. À, dọn lính rất nhanh với hai trang bị lớn. Thực ra cái sách trường bày ra này vẫn tính là một đồ huyền thoại anh em nhé. Nó vẫn kích nội tại dành cho cái đai tên lửa Hextech về chỉ số cộng thêm. Và pha này thì đang xuống khu đứng dưới để chuẩn bị đánh rồng nhá. Kermiu có một pha solo 1 đánh 3, nhầm 1 đánh 2. Và lấy được mạng của Nidalee. Đối phương đánh hoa soi sáng, phát hiện tầm nhìn các kiểu rồi. Lách quy đối phương như tun, sau đó thì về khu vực hang rồng. Với Samira cùng với Nunu thì đây là hai con tướng ăn rồng dễ rồi. Ê, đối phương hình như có định can thiệp, rừng không còn, can thiệp kiểu gì đây? Yone chỉ có định ăn bãi chi mà thôi. Ơ, Yone vẫn có định đánh à? Quyết định ra mid dọn lính đến từ Yone. Shelaban cũng sẽ di chuyển theo. Yone muốn cạ bởi vì đang có Pantheon kế bên. Big Rank đang đi lấy tầm nhìn và Nidalee lúc này đã hồi sinh rồi. Với map này thì đối phương cũng ra rất nhanh ở tại khu hang rồng với những hạt thông nổ nhưng mà ra không kịp. Đón lính khu đứng giữa sau đó thì chắc là phải có người lên top đấy. Lúc này thì chắc là Kermit đang lên. Nunu lao vào tấn công vị trí của Kai'Sa. Nunu có chiêu cuối, Nunu hồi máu lại. Sau đó thì Nunu cố gắng bỏ chạy E1, E2 rồi sát thương. Và Yone bay màu sang cái nội tại vừa rồi. Nội tại tiếp tục được kích hoạt lên người của Big Rank và hai mạng cho Shelaban. Đẩy EQ vào đó là mạng thứ 3, triple kill cho Shelaban rồi. Máu yếu đang quáng bết. Đang quáng bết Kai'Sa, đẩy Q, E1, E2. E1 nhưng mà thiêu đốt xong không đủ sát thương. Thiêu đốt là có đủ sát thương không đây? Lượng giữa đồng Q đặt ra, đẩy Q nhưng đối phương có khiên. Giáp lượng giữa đồng Q nhưng đang bị thiêu đốt. Và... à, không đủ đam giết Kai'Sa rồi. À, vẫn đủ đam đến từ Rell. Ok, lấy được hai số sách cho mề ra trở lại. Lên được 25 số lại tụt xuống 15 và với điểm hỗ trợ vừa rồi của mạng Kai'Sa thì lại có thêm hai số nữa. Nhưng bây giờ cứ kiểu là kích một nội tại là một mạng đấy anh em ạ. Cứ một nội tại là một mạng. Đỉnh đối phương cực mỏng luôn. Trừ khi đó là một con Pantheon đang dự khiên. Top là 333, rừng là 1112, AD đang là 429 và support là 3411. Những cây KDA thực ra là cũng mức độ bình thường thôi nhưng mà có một con Echo đang xanh đột biến nên là dễ chơi quá. Đồng đội cứ lao vào tấn công và hút CC các thứ là con Echo vào vét rồi. Mấy công cụ để kích nội tại của Echo thực ra là nó không chỉ đến từ EQ mà nó đến từ đòn đánh tay có nanh Nashor với tốc độ cao nữa. Nếu các bạn thấy là kích nội tại cực dễ. Chỉ cần không bị focus quá nhiều bằng những CC của đối phương thôi là được. Xuống đường dưới solo cùng với Yone đánh hạt thông nổ. Đối phương Q3 chạy rồi, không biết là Yone có tầm nhìn hay không. Quyết định để Q dọn lính rồi. Sao? Như nào? Như nào đây? Ủa? Đẩy Q dẫn lính thôi mà.
Zone Q3 thẳng với Q2. Q3 đến từ zone thẳng với Q2, sau đó thì E1, E2 lướt đai tên lửa đánh tay. What? Cái đam gì nó nổ được 700 đấy? Đam nội tại đúng không? Dính Q2 này, dính E1, E2 này. Lướt đai tên lửa, sốc điện đánh tay một đòn. 785 máu. Đây chưa, hút có xe to rồi. Đam giác vậy. 400 AP anh em ạ. Tự nhiên lại có thêm 4 số sát trường mới ra với một pha solo kill mà tôi cũng không biết lý do tại sao Yone lại đi nguyên cây như thế. Nó có gần 800 đam nội tại nó nổ trong pha vừa rồi. Với một pha lướt đai tên lửa đánh tay. Sốc điện này, đai tên lửa Hextech này, nội tại này. Đòn đánh tay năng năng so này. Quá trời thứ luôn. Và tự nhiên thấy Yone đi. Cơ Mew là người xuống dưới đẩy lẻ và sau đó thì team Salaban đang ập vào khu hai Baron với tốc độ ăn là cực nhanh với con Echo có DPS. Echo này có đánh Nasor và là nó đánh tay cũng thấy Baron tụt máu liên tục đấy anh em ạ. Bùa xanh hả bạn? Bùa xanh đang được triển khai dính một tình huống phóng lao. Bùa xanh thuộc về cho bên phía của team 1. Một con Baron được ăn cực nhanh với lượng sát thương đến từ Nunu, Echo và cả Samira nữa. Một mạng nữa thôi là lấy lại 25 số sách này các bạn. Quyết định chọn đường dưới là mục tiêu tấn công. Như lúc này thì Nunu cùng với Kermu đã dứt điểm được zone trước đó rồi. Giải quyết nốt cái trụ hai đường dưới, sau đó thì hướng tới Mega. Trước đó đã có Mega Mid rồi, bây giờ sẽ hướng tới Mega Boss nữa. Lượng giới đồng quy. Dính tia truy kích, lách được mũi lao và sau đó thì tiếp tục đẩy quy dọn lính và hướng tới Mega thứ hai. Lúc này đã là 16 mạng rồi anh em ơi. 2k3 luôn, về lấy mũ thôi ha. Về lấy cái mũ phù thủy với tầm 600-700 AP nữa thôi đấy. Hai mươi mốt phút mà tầm 600 mấy AP thì không biết chịu kiểu gì luôn. 750 AP ạ. 761 AP anh em ạ. Reo nằm xuống, tôi không biết lý do tại sao lại nằm xuống ở đây. Mega đã có rồi. Big Crank đi đâu đây bạn? E quy như một quy trượt. Nếu mà quy trúng thì nó sẽ tích được một stack nội tại, nó cũng giống như cái quy gì ở Darius vậy rồi. Bị kéo đấy từ vị trí Nunu, lưỡng giới đồng quy đặt ra bị choáng rồi. E vào, E2 vào, kích nội tại một mạng, đẩy quy một trúng rồi. Tốc biến sang đánh tay lướt đai tên lửa. Đó là một tình huống hai mạng cho Celaban, ba mạng cho Celaban. E1, E2 vẫn dính quy bên đánh tay. Triple kill, quad ra kill cho Celaban. Chỉ có cái mạng của Big Crank là không ăn được thì phải. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà không ăn được mạng của Big Crank em nhé. E1, E2 vào, đẩy đánh tay một cái chết luôn. Con Big Crank này chết cực nhanh anh em à. E vào lấy giáp lưỡng giới đồng quy. E2 vào đẩy quy chết, đánh tay chết đối phương, đẩy quy trúng Kai'Sa. Và sau đó thì phát sang đánh tay, lướt cái đai tên lửa, nối cái đam Q2 vào. Là hai mạng rồi, chỉ có mạng của Panther là không ăn được thôi. Và sau đó là một tình huống dứt điểm zone cực nhanh. Đam kìa. Tung chiêu cuối hồi lại gần như là full cây máu. 25 số sách trường mề dai với gần 800 AP và quad ra kill dành cho Celaban. Tình huống đẩy để kết thúc ván đấu với 4 thành viên, 3 người mà thôi. Trời, cái trụ nó đâu rồi anh em? Đam trụ ác vậy. À không, cái trụ này không còn nhiều máu nữa, nhưng mà tầm nghìn mấy đấy. À 800 mà thôi. Đòn đánh tay với đánh Nashor. Kích nội tại cực nhanh. Ồ, tính giết thêm Big Crank nữa à? Giết thêm Big Crank nữa à? Đẩy Q1, E1, E2. Penta kill. Penta kill dành cho Celaban, vẫn kịp Penta. Ủa, tính nó giết con Big Crank 2 lần mà. Vẫn tính rồi anh em. Nó vẫn tính anh em ạ. Con Big Crank này chết 2 lần. Hồi vừa rồi là quad ra kill là không ăn được mạng của Pantheon. Nhưng Big Crank hồi sinh xong vẫn là một cú Penta. Và cái tình huống bớt sát thương là như thế nào đây nhở? Đẩy sẵn cái Q1. Đẩy sẵn cái Q1 vào đúng cái thời điểm Big Crank timing nó hồi sinh cực ác luôn. Timing cái tình huống hồi sinh của đối phương với hai lượt Q liên tục này. E1, E2 vào Q giật hai lượt chết luôn. 1400 đam. 1400 đam phép với cái nội tại được kích hoạt sau khi E1, E2 vào và Q nó giật hai lượt. Và cái tình huống đẩy Q là timing gọi là từng ly từng tí luôn á. 2 giây hồi sinh đối phương là đẩy Q vào anh em nhá. E1, E2 thôi là cái Q nó giật tới giật lui ngay cái thời điểm mà con Big Crank hồi sinh luôn. Lượng giới đồng Q không cần thiết nữa. Vẫn có Penta trước khi kết thúc ván đấu. À, mức rank cao thủ. Mức rank cao thủ hẳn hoi anh em nhé, không phải là mức rank bạc vàng gì đâu.
Nhưng mà lợi thế một mạng chiến công đầu sớm giúp Seraban có được một cái khả năng xử lý kèo đấu với Pantheon tương đối thoáng tay, và các bạn thấy là đồng đội đúng đi bộ vuốt râu mà. 22 phút trôi qua, 21 mạng. Đồng đội thì toàn là 4 3 2 1 4 3 3 5. Dam thì người có Dam thứ hai trong đội hình của team Salaban chỉ là 11.600 mà thôi. Nhưng riêng với Echo lại là 28.000 rồi. Bên kia người lead Dam là Kai'Sa với 13k, cũng chưa bằng phần nửa so với Echo này nữa. Có Penta, có pha mạng. Pha mạng gần bằng thời gian thôi, cũng chưa bằng thời gian, thiếu một mạng ha. Màn trình diễn này là màn trình diễn Echo cực kỳ là mãn nhãn rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những gian khác của các bon trang mấy chủ sự cấp Trung Quốc nha. Bye bye.